Mình đang đi làm về thì thấy có cái cây mai khô rồi. Đấy, nó chết rồi nhá, sắp mục rồi. Và trên này nó bị thủng mấy cái lỗ rồi. Nhìn nó hơi dị dị ấy. Thì mình sẽ cắt nó về để mình làm cái đèn ngủ các bạn nhá. Cái đèn trang trí ấy. Ok, mình vừa cắt xuống nhá. Phần này khả năng lúc trước nó bị sâu rồi. Nên nó bị thủng thành những cái hốc như này. Đấy. Mấy cái giống trên này là mục hết rồi. Hướng của mình là mình sẽ cắt ngắn những cái cành này đi. Đấy, còn cái phần này thì mình vẫn giữ lại này. Cái phần này giữ nguyên bản và cắt đến đây. Ok, mình đã tha được nó về đến nhà rồi. Bây giờ mình sẽ cắt ngắn bớt đi nhá. Lát nữa sẽ chỉnh sửa sau, chứ cái bàn của mình nó khá là bé ấy. Bây giờ mình sẽ cắt tỉa những cái cành này theo ý thích thôi. Nhiều khi đi đường gặp cái ống cây mục như này mình cũng nảy ra ý tưởng chế cháo, nhưng mà lắm lúc ngồi ở nhà vắt óc suy nghĩ cả ngày cũng chả ra được cái gì. Nên cái này mình cũng làm theo ngẫu hứng thôi, mình cắt cái cành này đi theo ý thích của mình thôi. Có một điều hơi tiếc là cái ống cây nó hơi bị mục quá rồi các bạn ạ. Bây giờ cắt là cảm giác nó bị xốp xốp rồi, nhưng mà nếu mà mình để trong nhà thì vẫn bảo quản được một cái thời gian khá là dài đấy. Bây giờ mới thấy được cái công dụng của con máy hút bụi mini hôm trước chế này, nó có thể hút được cái mùn cưa các bạn ạ. Đấy, hút cũng khá là sạch đấy chứ. Mình sẽ cắt tỉa những cái phần rễ này đi một xíu nhá, mình cắt đi một ít thôi, nhìn cho nó đều đều nhìn đẹp hơn, chứ mình không cắt sạch đi đâu. Đó, còn phần bên ngoài thì mình chả sơn si vào đâu. Rồi, đoạn này mình đang thể hiện sự ngu người, đó là mình cắt đi quá ngắn và mình sử dụng cái bóng này để mình gắn vào trong nhá. Cái bóng này là cái bóng 3W hay 5W gì đấy, điện 220 nhá. Mình sẽ quét một cái lỗ này. Đấy, mình được một cái lỗ như vậy nhá. Gắn vừa cái bóng vào bên trong này. Tiếp theo mình sẽ dùng đục để mình đục cái đốt phía trên này, để nó thông lên cái gióng trên nhá, để ánh sáng nó có thể chiếu lên cả gióng trên nữa, nhìn mới đẹp. Đấy, cái phần lúc nãy mình cắt là nó ngu người lắm rồi, bây giờ thì vẫn chưa nhận ra đâu. Lát nữa đến lúc gắn đuôi gắn bóng vào mới thấy là ôi cái đuôi nó dài vãi chưởng ạ. Đây mình sử dụng đoạn dây điện với cái đuôi này nữa. Mình khoét một cái lỗ để luồn dây vào này, khoét cái lỗ này ở phía đối diện với cái hốc trên cái ống cây ấy. Mình luồn dây bằng cấp nguồn, mình chả làm công tắc đâu các bạn ạ, cắm điện là dùng thôi. Các bạn thích thì chế công tắc quả nhót vào cũng ok nhá. Đấy, mình nối dây vào cái đuôi này này. Rồi bây giờ gắn bóng vào này. Cái bóng này nó sáng màu vàng các bạn nhé, rất là phù hợp làm đèn ngủ luôn. Đến đây thì mới phát hiện ra cái sự ngu người của mình này. Nếu mà mình gắn cái bóng thẳng lên để cái đuôi nó bằng với cái đáy này thì cái bóng nó lồi lên rất là cao, nên mình sẽ phải gắn chéo cái bóng để nó chúc vào trong nhé. Ok, ghim điện ha. Thì ghim điện là nó sáng thôi, nhìn nó cũng tương đối là dị. Còn đẹp hay không thì mình cũng không rõ, các bạn cho mình cái nhận xét nhé.